Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho tình huống có trên 50 bệnh nhân COVID-19. Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố đã sẵn sàng mọi phương án tiếp nhận bệnh nhân trong tình huống số ca mắc COVID-19 tăng từ 50 bệnh nhân điều trị trở lên. Tại cuộc họp đầu tiên của Tổ thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 9 tháng 2, ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, hiện nay các khu cách ly tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh có 3 loại, gồm của quân đội 940 giường, quận huyện 1.339 giường và khách sạn 2.591 giường. Trước tình hình dịch phức tạp, có thể cần số lượng lớn chỗ cách ly cũng như giường điều trị cho các bệnh nhân nặng. Ông Bình cho biết, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đề nghị các đơn vị liên quan mở rộng khu cách ly ở Cần Giờ 300 giường, bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 sẵn có quy mô 1.000 giường cùng với ký túc xá các trường đại học ở Thủ Đức trước đó từng được trưng dụng. Ngoài ra, đơn vị đã mở rộng quy mô giường điều trị phù hợp với từng đối tượng tại bệnh viện Nhiệt đới, bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ và Nhi đồng thành phố. Đến nay, các đơn vị đã sẵn sàng mọi phương án tiếp nhận điều trị khi có trên 50 bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị trở lên, ông Bình khẳng định. Ngoài nguồn lực của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bình cho biết với sự hỗ trợ của Bộ Y tế cùng các đơn vị trực thuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nâng công tác phòng chống dịch lên một tầm cao mới. Cụ thể, bệnh viện Chợ Rẫy ngoài hai đội cơ động rất chuyên nghiệp trong cả điều trị lẫn thiết lập bệnh viện dã chiến, có thể tiếp nhận điều trị cho 50 bệnh nhân nhẹ và 10 bệnh nhân nặng khi thành phố cần. Phía Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này, đơn vị có thể hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm khẳng định COVID-19 số lượng 5.000 mẫu một ngày. Ngoài ra, tùy tình hình, đơn vị có thể huy động sự hỗ trợ của các đơn vị khác ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tối đa có thêm 5.000 mẫu một ngày. Đồng thời, có gần 10 đội chuyên xét nghiệm có thể mở rộng ở nhiều đơn vị tùy vào tình hình thực tế. Để không bị động trong chống dịch dịp Tết, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các đơn vị trong tổ thường trực chống dịch COVID-19 cần có các kế hoạch cụ thể trong truy vết, cách ly, điều trị trong giai đoạn mới. Thời gian qua, các đơn vị rất linh hoạt, nhưng thời gian tới cần có sự phối hợp đồng nhất, mục tiêu làm thế nào để có được các nhận định dịch tễ để giúp rút ngắn khoanh vùng truy vết trên diện rộng, ông Lân nói. Cách ly 14 hay 21 ngày? Bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, hiện các khu cách ly tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã lấp đầy. Lý do trước đó đã nhận cách ly các trường hợp về từ các vùng dịch như sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh và Chí Linh, Hải Dương với số lượng tương đối lớn. Vấn đề của Thành phố Hồ Chí Minh đang lấn cấn về thời gian cách ly tại các khu cách ly tập trung này là 14 hay 21. Chúng tôi chưa dám quyết định, mặc dù thấy văn bản dự thảo của Bộ Y tế là trừ ổ dịch Chí Linh, Hải Dương mới 21 ngày. Các trường hợp khác vẫn theo quy định cũ 14 ngày, nhưng chưa có chỉ đạo chính thức. Bác sĩ Dũng nói và xin ý kiến của Bộ Y tế để sớm giải phóng lượng người này nhằm có không gian để nhận các trường hợp khác. Học viện Quân y Bộ Quốc phòng cho biết, đến nay Việt Nam đã hoàn thành 120 mũi tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax cho 60 tình nguyện viên. Đây là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Qua đánh giá bước đầu, vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch tốt, có tác dụng với virus SARS-CoV-2, kể cả chủng biến thể mới. Hầu hết các tình nguyện viên đều có sức khỏe ổn định sau tiêm. Giai đoạn 1 của đợt thử nghiệm lâm sàng nhằm tập trung xác định tính an toàn của vaccine và dò liều tối ưu, đánh giá đáp ứng miễn dịch trên 3 nhóm liều 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram. Dự kiến sau Tết Nguyên đán, Hội đồng Khoa học và Đạo đức Y sinh học Bộ Y tế sẽ họp đánh giá trước khi phê duyệt triển khai tiêm thử nghiệm giai đoạn 2. CDC Thành phố Hồ Chí Minh sáng 9 tháng 2 ghi nhận 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 sau khi xét nghiệm giám sát 830 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thành phố Hồ Chí Minh, một người nghi nhiễm là nhân viên của công ty Viax, nơi đã ghi nhận 5 trường hợp lây nhiễm trước đây. Một người là nhân viên của Vietnam Airlines cùng thực hiện giám sát hàng hóa chung với bệnh nhân 1979 ngày 30-31 tháng 1. Tính đến ngày 9 tháng 2, tại sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19 cùng chung nhóm làm việc bốc rỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân đỗ máy bay. Ngoài 7 trường hợp này, ghi nhận 25 trường hợp nhiễm liên quan đến nhân viên sân bay chiều qua được Bộ Y tế công bố với mã số bệnh nhân từ 2014 đến 2038. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại thành phố từ 12 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2021.
Theo đó, tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, sông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu, kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym, bia đều phải đóng cửa. Đối với đường Hoa Nguyễn Huệ, đường sách Tết, không tổ chức lễ khai mạc, chỉ mở cửa từ 8 đến 17 giờ các ngày diễn ra. Riêng phố Ông Đồ tại nhà văn hóa thanh niên cũng đã được yêu cầu dỡ bỏ từ chiều hôm qua. Ngoài ra, các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo thờ tự cũng phải dừng để phòng chống dịch. Đối với các cửa hàng xăng dầu, nhu yếu phẩm thiết yếu, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường nhưng phải chấp hành đầy đủ quy định của cơ quan y tế. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán luôn là thời điểm du khách lựa chọn để ra tham quan đảo Lý Sơn. Tết Tân Sửu năm nay, mọi thứ chuẩn bị để đón du khách đã sẵn sàng. Thế nhưng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cho nhiều người lựa chọn ở nhà thay vì đi du lịch Lý Sơn. Các cơ sở lưu trú ở đảo Lý Sơn đang lao đao khi hàng loạt doanh nghiệp lữ hành, khách đi theo đoàn điện thoại hủy đặt phòng do lo ngại dịch bệnh. Khách sạn này đã chuẩn bị mọi thứ để đón khách, phục vụ hướng dẫn khách đi tham quan. Hơn 40 phòng của khách sạn cũng đã được đặt gần hết đến ngày mùng 10 Tết Tân Sửu. Việc bố trí, sắp xếp nhân viên làm việc trong ngày Tết cũng đã được lên lịch đầu vào đó. Nhưng giờ đây mọi thứ đều đảo lộn khi khách điện thoại trả phòng hàng loạt. Về trước Tết, trước năm 2021 là tụi em đã nhận khách rất là nhiều rồi. Là về cái 3, 4 và các ngày kế tiếp của đầu xuân á, thì lượng phòng của em là cũng đạt được khoảng tầm 70-75. Có những ngày là đạt được 95% rồi. Nhưng mà hiện nay tình hình Covid nó cũng đang diễn biến phức tạp. Thì tuy là tỉnh chưa có cái công văn bản là cấm hoặc là tạm thời không có cho khách nội địa ra đảo Lý Sơn. Nhưng mà về cái tâm lý thì khách hiện nay họ hủy tour rất là nhiều, hủy các đặt phòng. Hiện giờ đi mùng 3 không là tụi em là bị hủy là khoảng tầm 40-50% rồi chứ không ít. Mọi năm, từ mùng 3 Tết Nguyên đán, người dân khắp nơi thường chọn đảo Lý Sơn đi tham quan, du lịch để thưởng thức các lễ hội xuân, lễ đua thuyền tứ linh và đi tìm hiểu các phong tục tập quán của cư dân đất đảo trong những ngày Tết. Phần lớn du khách đến từ các tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Nhưng năm nay, dịch Covid-19 ở các địa phương này đang diễn biến phức tạp nên nhiều người lựa chọn ở nhà ăn Tết, không đi du lịch như dự định ban đầu. Trước khi dịch diễn ra thì khách sạn, cái nguồn khách của ngày Tết á, thì cũng đã được 30-40% rồi. Nhưng khi sau khi dịch diễn ra thì khách sạn cũng chủ động để mà hỏi nguồn khách ở đâu để mà khách sạn có thể hỗ trợ khách hủy booking hoặc là mình dời một cái giai đoạn khác để cái tình hình dịch nó ổn định hơn. Thì hiện tại cái nguồn khách của bên em hiện tại cái ngày Tết khách của ngày Tết ra thì chủ yếu là khách của ở địa phương hoặc là những nơi mà không ảnh hưởng dịch thì chỉ còn được 3-4-5% của cái lượng khách thôi. Du khách ra đảo Lý Sơn giảm sút, các khách sạn, nhà nghỉ và homestay cùng chung cảnh vắng vẻ điều hưu. Ngành du lịch ở Lý Sơn tiếp tục gặp khó khăn, thách thức. Nghệ An là địa phương có số lượng người lao động đi làm ăn xa từ các địa phương trong nước cũng như nước ngoài trở về quê đón Tết Nguyên đán khá đông. Nhờ thực hiện đồng bộ công tác truyền thông cũng như có tổ tự quản phòng chống dịch Covid-19, nhiều người dân ngay sau khi trở về địa phương đã tích cực tự nguyện đến cơ sở y tế khai báo y tế để lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe. Ngay sau khi từ Hà Nội trở về quê đón Tết, chị Bùi Tâm Nhung cùng người thân đã chủ động đến trạm y tế phường khai báo y tế. Chỉ tính trong 2 ngày gần đây, phường Bến Thủy, thành phố Vinh đã có 300 người trở về từ các địa phương đến khai báo y tế. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Em sinh sống ở khu vực Ba Đình, Hà Nội. Sáng hôm nay thì em về đến Vinh thì em đến trạm y tế của phường cùng với em trai em cùng ở Hà Nội để làm thủ tục khai báo y tế. Để thứ nhất là đảm bảo sức khỏe cho bản thân, thứ hai là để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, nên là em đến trạm y tế của phường em đang sinh sống để làm thủ tục khai báo y tế ạ. Không chỉ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các biện pháp phòng chống dịch, chính quyền địa phương thông qua các tổ tự quản, các tổ chức đoàn thể thôn xóm cũng thực hiện tốt việc giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, nhắc nhở các trường hợp trở về nhưng chưa tiến hành khai báo y tế. Chúng tôi đã thành lập các cái tổ dân cư và đã đến từng gia đình vận động người dân đến trực tiếp khai báo cụ thể, trung thực và chính xác để chúng tôi có điều kiện để căn cứ phân luồng nó sẽ rõ hơn. Tỉnh Nghệ An cũng đã tái kích hoạt các khu cách ly cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
hiện tỉnh đang cách ly 18.450 trường hợp, trong đó có hơn 18.000 người trở về từ các địa phương có dịch trên cả nước. Tổng mẫu xét nghiệm đã lấy là hơn 33.500 mẫu, trong đó có 33.466 mẫu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, 73 mẫu đang chờ kết quả. Cái thứ nhất là phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch bệnh COVID lên một mức cao hơn, chủ động hơn và trách nhiệm hơn. Cái thứ hai nữa là phải rà soát, lập danh sách, phân loại các cái người dân ở các cái vùng trên toàn quốc cũng như là các cái đối tượng nhập cảnh, để từ đó khuyến cáo người dân bắt buộc phải khai báo y tế. Tính đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, những ngày cận Tết, lượng người trở về tăng cao đột biến khiến nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Chính vì thế, ngoài nỗ lực phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, thì rất cần sự đồng hành của mỗi người dân. Do tình hình dịch bệnh nên Đà Nẵng đã hủy chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa và phút chót. Do đó, đường Hoa Xuân bên bờ sông Hàn mở cửa từ sáng nay 28 tháng Chạp sẽ là điểm nhấn quan trọng để người dân thành phố bên bờ sông Hàn đón năm mới Tân Sửu. Đường Hoa Xuân năm nay có 15 vị trí dọc bờ Tây của sông Hàn trên tuyến đường Bạch Đằng đẹp nhất thành phố. Các điểm nhấn sẽ tập trung tại khu vực Cầu Rồng, công viên bờ sông và trước tòa nhà Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo chính quyền Đà Nẵng, sau khi mở cửa vào sáng nay, đường Hoa Xuân sẽ có lực lượng bảo vệ nhắc nhở người dân du xuân trong an toàn, bảo đảm giãn cách và phòng chống dịch COVID-19. Đường Hoa Xuân Đà Nẵng năm nay được xã hội hóa với kinh phí hơn 10 tỷ đồng và sẽ đóng cửa vào ngày 21 tháng 2, tức mùng 10 Tết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tới khu nhà trọ thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, động viên tặng quà công nhân lao động không về quê trong dịp Tết. Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ những khó khăn, nỗi niềm của người lao động không thể về quê đoàn tụ cùng gia đình, ở lại nhà trọ đón Tết, thực hiện công tác phòng chống dịch. Đồng thời tặng hai gia đình công nhân mỗi gia đình 3 triệu đồng tiền mặt và những món quà đặc trưng ngày Tết, với mong muốn người lao động đón Tết tại thủ đô vui tươi đầm ấm. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng vận động các chủ nhà trọ sẻ chia với đoàn viên người lao động bằng các hình thức như giảm giá tiền thuê phòng, đồng thời chỉ đạo các chủ nhà trọ cũng như người lao động nêu cao tinh thần phòng chống dịch. Nhằm tạo không khí Tết ở đơn vị như ở nhà, chiều qua ngày 8 tháng 2, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức hội thi bánh trưng xanh. Đây là hoạt động có ý nghĩa với mục đích gìn giữ và phát huy truyền thống của cha ông mỗi dịp Tết đến xuân về. Tham gia hội thi với gần 100 thí sinh là cán bộ đoàn viên đến từ 4 đội thuộc các đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Thông qua hội thi đã góp phần giáo dục văn hóa truyền thống. Hội thi cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên, hội viên đang làm nhiệm vụ trực Tết và các đơn vị kết nghĩa, thể hiện tài năng, sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết, học hỏi, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Trong không khí rộn ràng đón năm mới, những chiếc bánh chưng vuông vắn được trang trí đẹp mắt cùng nụ cười trên khuôn mặt của mỗi cán bộ, đoàn viên làm cho sắc xuân càng thêm rộn ràng tươi mới, giúp cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đơn vị phấn khởi hơn khi không được sum họp bên gia đình dịp năm mới.